Chào các bạn, mình là Gen đây. Chào mừng tất cả bạn đã đến với Boring Blader Channel. Tôi biết là sẽ có nhiều ông hỏi vì sao cái video này nó lại nền đen. Tôi hiểu cho mấy ông mà. Tôi biết nhiều ông xem trong bóng tối. Nhưng mà bỗng nhiên tôi chợt nhận ra là để nền sáng nó dễ edit hơn. Đấy, trông có vẻ dễ edit hơn rồi này. Ok, và mời các ông thưởng thức video nào. Nhiều ông vẫn không biết cách phân biệt các system, các season. Một là phiên bản Nhật và hai là phiên bản quốc tế. Vì do phiên bản Nhật nó khác phiên bản quốc tế cho nên là cái tên của các season này nó cũng sẽ khác nhau luôn. Như là trong manga thì chúng ta sẽ cùng có cùng tên, đó chính là Beyblade Burst. Và season 1 sẽ có là Beyblade Burst. Và bản quốc tế cũng là Beyblade Burst. Còn season 2 thì là Beyblade Burst God. Còn ở bản quốc tế thì sẽ là Beyblade Burst Evolution. Ở season 3 thì chúng ta bản Nhật sẽ có là Beyblade Burst Choji. Còn phiên bản quốc tế sẽ là Beyblade Burst Turbo. Bản Nhật chính là bản gốc đấy các ông ạ. Còn phần 4, bản gốc nó sẽ là Gachi, Gatinko hoặc là GT. Còn bên bản quốc tế sẽ là Beyblade Burst Rise. Phần 5, phiên bản gốc bản Nhật sẽ là Beyblade Burst Sparking hoặc là Super King. Còn bên bản quốc tế nó sẽ là Beyblade Burst Surge. Còn phần 6 chính là Dynamite Battle. Còn phiên bản quốc tế thì mình vẫn chưa biết, tại vì tại thời điểm này thì Season 6 nó vẫn sẽ chưa ra mắt. Đúng vậy, chưa ra mắt bản quốc tế. Thì khi nào có tin thì mình sẽ đăng lên phần tab cộng đồng ở trên kênh mình về cái tên của Season 6. Hoặc là các bạn có thể theo dõi ở trên trang Beyblade VN Confession, thì trên đó cũng sẽ đăng tin về Beyblade luôn. Và trang đó cũng để cho các bạn muốn chửi nhau gì thì các bạn có việc lên trang để mà chửi. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về system, các hệ thống. Phiên bản Takara Tomy và Hasbro. Takara Tomy là bản gốc, còn Hasbro họ chỉ mua lại bản quyền của Takara Tomy thôi. Nhưng mà mình vẫn mong các bạn biết phân biệt các system này với nhau. Bây giờ mình sẽ lấy con Valkyrie ra làm ví dụ để phân biệt được Takara Tomy và Hasbro. Ở manga thì chúng ta sẽ có Burst System, còn Hasbro sẽ là Burst System, nó sẽ cùng tên trong manga. Thì đấy, bên Takara Tomy họ sẽ gọi là Valkyrie, còn bên Hasbro họ sẽ gọi là Valkyrie X. Mình chỉ lấy Valkyrie ra làm ví dụ thôi, tại vì Valkyrie nó có tất cả, đầy đủ tất cả các phiên bản ở các system. Còn đến system ở season 1, chúng ta sẽ có là Dual Layer System của Takara Tomy. Còn của Hasbro, nó vẫn sẽ là Dual Layer System. Chúng ta sẽ có cùng tên ở cái system này. Đến phần 2 thì chúng ta sẽ có là God Layer System ở phiên bản Takara Tomy. Còn bên Hasbro họ chỉnh lại thành Switch Strike System. Đến phần 3 chúng ta sẽ có là Choji Layer System, còn ở Hasbro sẽ là Slingshot System. Đến với Season 4 chúng ta sẽ có là Gatinko Layer System hoặc là Gachi Layer System ở bản Takara Tomy. Còn bên Hasbro sẽ là Hyper Sphere System. Đến với Season 5 chúng ta sẽ có là Super King Layer System hoặc là Sparking Layer System. Còn bên Hasbro sẽ là Speedstorm System. Đến với Season 6 chúng ta sẽ có là Dynamite Battle Layer System hoặc là Warp Drive System bên Hasbro. Takara Tomy là Dynamite Battle Layer System, còn Hasbro sẽ là Warp Drive System. Ok, và mình sẽ nói tên các bộ phận ở các system này luôn, và để cho các bạn có thể phân biệt tốt hơn. Và các system này nó sẽ như thế nào? Mình sẽ nói về các bộ phận của các system này. Đối với dòng God, với tất cả các system thì chúng ta sẽ có 3 bộ phận chính, đấy chính là Layer, Disk và Driver. Layer là phần trên cùng và chính là phần chính để mà bay các bạn có thể tấn công. Nói chung thì đấy là phần chính nói lên cái type bay của các bạn. Tiếp theo là Disk. Disk là chính là phần kim loại chính giữa để tăng mức cân nặng của bay lên. Và cuối cùng là Driver, phần đế quay. Và sự khác biệt chính giữa các system đấy chính là nằm ở phần layer, và nó khác biệt như thế nào mình sẽ nói cho các bạn ở trong video này luôn. Ở phần burst system ấy thì nó là chỉ có một cái layer lẻ như vậy thôi, và được bọc bằng nhựa trong suốt bên ngoài.
Ở phần thumb layer sẽ là nhựa trong suốt, và khi bạn gắn đế quay vào thì gắn cái phần driver vào thì ngay phần dưới phần nó, cái biểu tượng của phần driver nó sẽ hiện lên cho các bạn xem. Ở phần dual layer system thì layer này phần nhựa bên trong nó sẽ lòi ra ngoài, và layer có sẽ mang đặc tính riêng. Cái đặc trưng riêng của cái layer sẽ được thể hiện rõ nét hơn ở phần dual layer system này. Và gimmick của nó thì nó vẫn không có gì nhiều ngoài cái gimmick tĩnh của cái phần này thôi. Của những cái phần nhựa lòi ra nó cái hình dạng của cái layer như thế nào thì gimmick nó kiểu như vậy. Đến với phần God thì gimmick của chúng ta sẽ có những gimmick tĩnh và gimmick động. Gimmick động là kiểu như con Bahamut sẽ chuyển dạng được thành hình tròn khi mà nó click đến click thứ hai, hoặc là click đến click thứ hai thì con Bitcoin sẽ lộ hai phần vuốt ra. Đó chính gọi là gimmick động. Còn gimmick là gì thì mình sẽ nói với bạn ở tập 2 của series lớp học pipeline này. Đấy chính là gimmick tĩnh và gimmick đây là gimmick động. Còn gimmick tĩnh là kiểu như là con Maximum Garuda ấy, nó sẽ to hơn, tròn hơn để có thể kháng được những cái đòn tấn công tốt hơn. Tuy vậy nhưng mà nó sẽ tăng stamina và bù lại thì nó sẽ bị mất hết click, nó chỉ có một click duy nhất mà thôi. Không phải là nó không có click mà nó chỉ có một click duy nhất mà thôi mà, và click đó nó khá là dày và bự. Đấy, dày ý mình là các bạn kiểu như là các bạn trượt nguyên cái click đó luôn ấy, các bạn trượt trên nguyên cái click đó luôn ấy. Kiểu mình ý mình là như vậy ấy. Và các bạn sẽ nhầm tưởng là nó sẽ không có click nào cả, nhưng mà thực chất nó là một click. Và ở cái system này các bạn có thể thay đổi cân nặng của cái con bay của bạn nhờ cả vào thay đổi phần God Chip. Chúng ta sẽ có hai loại God Chip, đó như là God Chip và Middle God Chip. God Chip thường sẽ mang cái biểu tượng của bay ở trên God Chip, và Middle God Chip thì sẽ có một miếng kim loại ở giữa nhằm tăng cái trọng lượng lên. Và chúng ta sẽ có một cái God Chip đặc biệt nữa dành cho con Valkyrie của chúng ta, chính là Strike God Chip. Cái Strike God Chip này thì sẽ tăng tính đặc tác của con Valkyrie lên, và nó chỉ có thể gắn được vào con God Valkyrie thôi, còn lại là không thể gắn vào con nào hết cả. Và phần disc của cái dòng God này thì chúng ta sẽ có disc số. Những cái disc số này không có disc số chính, và chúng ta vẫn có thể gắn được frame. Frame là một cái bộ phận có thể thay đổi cái thuộc tính của disc. Nếu như mà các bạn không biết thì đến khi mà đến với dòng Choji mình sẽ nói các bạn sâu hơn về cái vấn đề này. Nói chung frame thì nó sẽ giúp các bạn tấn công tốt hơn hoặc là phòng thủ, rồi nói chung là type bay của bạn sẽ được cải thiện nếu như mà gắn frame vào cái disc như thế này. Và những cái disc số nó cũng sẽ có tùy cân nặng khác nhau. Ok, và mình sẽ chuyển qua phần Choji. Đến với phần Choji chúng ta vẫn sẽ sử dụng những cái disc số như thế này và frame. Nhưng mà layer Choji nó cũng giống với layer God vậy. Trừ cái phần God Chip ra, chúng ta sẽ không sử dụng God Chip trong cái layer Choji này nữa. Nó vẫn có gimmick và nó được bù thêm bằng kim loại các bạn ạ. Nó sẽ có thêm kim loại trên phần Choji này, và kim loại đấy dính vào cái layer luôn. Và trên layer chúng ta có thể gắn thêm chính là level chip nữa. Level chip theo mình biết thì đến chính là bộ phận ổn định layer. Khi bạn gắn vào thì layer các bạn sẽ tăng tính ổn định, nhưng mà nó sẽ không thể hiện được gì nhiều. Các bạn không gắn hay là các bạn có gắn thì nó vẫn y như nhau thôi. Và system này thì nó có thêm cái system lẻ khác nữa. Có thêm burst stopper. Thì đấy vẫn là Choji system thôi các bạn ạ. Tuy vậy cái phần Choji sau này thì nó hơi bị ít kim loại. Ok, chúng ta sẽ di chuyển sang cái Gachi system, Beyblade Burst Gachi. Thì chúng ta sẽ có layer sẽ chia làm 3 bộ phận chính. Đấy chính là Gatinko chip hoặc là Gachi chip, layer weight hoặc là gọi là chắc là weight, và cuối cùng là base. Gatinko chip chính là thứ quyết định các bạn click yếu hay click mạnh. Đấy chính là cũng là thứ quyết định tên con bay của bạn luôn. Tên bay như thế nào thì chính là Gatinko chip nó sẽ tên như vậy đấy. Tiếp theo là layer weight, thứ mà quyết định thuộc tính của cái layer, độ cân bằng và trọng lượng của layer. Đấy chính là cái miếng kim loại đấy. Và cuối cùng là base, thứ quan trọng nhất dùng để các bạn thực hiện đòn tấn công phòng thủ hoặc là stamina của bạn. Và đây chính là nó sẽ quyết định phần lớn cái thuộc tính của bay của bạn, cái đặc tính của cái layer luôn. Và trên base sẽ có gimmick
mà Gilbert mình nghĩ là phần God nó sẽ thể hiện tốt nhất rồi. Ok, và chúng ta sẽ di chuyển sang phần Sparking. Sparking layer chúng ta sẽ có 4 bộ phận chính. Đó chính là Core Chip và Middle Core Chip nằm ở trên cùng. Nếu như bạn gắn Middle Core Chip thì nó sẽ tăng phần cân nặng lên. Và Core Chip thường nó cũng sẽ phân làm hai loại nữa. Mình không biết gọi đấy là gọi cái loại đấy là gì. Nhưng mà các bạn để ý đi, Core Chip trên con Super Hyperion nó sẽ dày hơn Core Chip trên con Brave Valkyrie đấy. Và như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng một tí nhỏ đến cái phần trọng lượng và cái độ đẹp của bay kiểu như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có được là Sparking Chip. Sparking Chip này thì nó sẽ không quyết định gì nhiều cả, nhưng mà đối với một cái số cái Sparking Chip thì nó có thể đổi, hoặc là nó có thể sẽ bị khuyết ở một vài điểm trên cái Sparking Chip. Như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến click, thì các bạn sẽ bị click yếu hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần ring. Phần ring này chính là thứ quyết định cái layer của bạn sẽ là click mạnh hay click yếu. Mình có làm video này về vấn đề này rồi, tại vì trên cái phần ring đấy thì nó sẽ có hai cái lỗ khuyết hình chữ nhật. Và cái lỗ khuyết này nó sẽ có độ dày và mỏng của cái phần khuyết đi ấy. Với độ dày và mỏng nó sẽ quyết định click cứng. Và phần chassis này nó sẽ có răng. Và cái răng của phần này trên phần chassis. Nhưng mà chassis nó sẽ bị đẩy xuống và đẩy lên tùy theo cái phần ring đấy, cho nên là click nó cũng sẽ mạnh yếu tùy thuộc vào phần ring. Còn chassis thì mình nghĩ là click mạnh khi nào mà cái phần ring nó thâu, nó thụt vào trong hơi bị nhiều thì cái phần chassis nó cũng sẽ bị click yếu thôi. Và chassis chúng ta sẽ được phân làm hai loại, đó chính là single chassis và double chassis. Double chassis thì nó rất khá là dày và nó tích luôn cái disc ở phần trong đó, cho nên là khi bạn dùng double chassis thì nó sẽ khó burst hơn dành cho bay của các bạn. Nhưng mà tùy bù vào cái việc đó thì bay của bạn sẽ rất là dễ bị cà sàn. Phần single chassis thì các bạn khi bạn dùng single chassis ấy thì nó sẽ giúp các bạn có thể gắn disc vào được, thay đổi disc và tăng stamina của các bạn lên. Tuy vậy mình khuyến các bạn không nên dùng 1D nhé, single chassis thì 1S là tốt nhất. Tiếp theo là Dynamite Battle System. Thì cái phần Dynamite Battle này thì có layer sẽ chia làm 3 bộ phận chính, đó chính là Core, Armor và Blade. Phần Core chính là phần chính, và Core này có thể là mang gimmick luôn, nó kiểu như là giống với những cái chip, hoặc là nó giống với những cái chip vậy. Phần Core này ấy, nó sẽ quyết định click của các bạn này. Tuy nó không quyết định được cái thuộc tính của bay nhiều, nhưng mà nó sẽ bay dễ burst hay là khó burst thì tùy thuộc vào phần Core này đấy. Và có sẽ Core bên trái và Core bên phải và Core hai chiều, tùy các bạn thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ có Armor. Armor thì có thể gắn được cả hai chiều trái và phải luôn. Tuy vậy có một cái gear nó khá là giống Armor, đó chính là L gear, chỉ có thể gắn được trên Blade Dynamite ở hai mod mà thôi. Bỏ qua cái L gear đó, phần Armor này thì nó sẽ quyết định cân nặng và thuộc tính của bay, nó sẽ quyết định một tí về thuộc tính của bay. Type bay á, type như là thuộc tính nãy giờ mình nói kiểu như vậy. Và tiếp theo là Blade. Blade nó sẽ quyết định cái con bay của bạn mạnh hay yếu, và thuộc tính của bay nó cũng sẽ dồn vào cái phần Blade này luôn. Và cái sự thay đổi khá là to đó chính là ở phần disc của phần Dynamite Battle này. Ở phần Dynamite Battle thì phần disc nó sẽ thấp xuống, đó chính là tại vì phần Dynamite Battle này tuy nhỏ nhưng mà phần trọng tâm của disc nó sẽ dồn xuống, và trọng tâm của layer nó cũng sẽ dồn xuống luôn. Và phần layer nó sẽ chuyển được high mod và low mod. High mod thì khá là tốt cho attack đấy, nhưng mà low mod thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng stamina lên khá là nhiều luôn. Và khi các bạn dùng high mod, khi các bạn dùng low mod thì trọng tâm của bay và quán tính của bay nó sẽ dồn xuống dưới. Như thế thì nó sẽ tăng thời gian quay của bay lên. Và như thế là một con bay attack cũng có thể quay được trong vòng 2-3 phút đấy các bạn à. Và phần disc này thì nó có thể sử dụng được high mod và low mod luôn. Tuy vậy những cái disc bình thường khác thì không có thể nào sử dụng được ở phần low mod, cho nên là đấy chính là cái khác biệt giữa disc dòng Dynamite Battle và disc dòng những cái dòng khác. Và bonus thêm cho các bạn nữa là với phần Bass Sparking ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái system lẻ đấy nữa là Limit Break System. Ở phần Sparking này thì Limit Break System
Nó chỉ là một cái system nhỏ của phần sparking thôi, tức là nó vẫn là cái sparking system đấy. Cho nên là nhiều bạn cứ lầm tưởng là limit break system là một cái system mới. Không đâu bạn à, đấy chỉ là một system nhỏ của sparking system thôi. Nó cũng chính là sparking system thôi. Các bạn có thể nhìn rõ là nó sử dụng sparking chip đấy, cho nên là nó chính là sparking system. Và cái limit break system này có những cái disk mà chỉ có thể gắn được ở limit break system thôi, chứ không gắn được những cái system khác. Nhiều bạn nói là cái disk của limit break system có thể gắn vào một vài control Z, nhưng mà mình nói thật luôn ấy là nó không hợp lệ các bạn à. Luật WVBA sẽ không, họ không cho các bạn sử dụng cái limit break system này, cái disk của phần limit break system gắn vào cái system khác đâu. Disk của limit break system chỉ có thể sử dụng trong cho cái limit break system này thôi. Ok, đấy chính là type layer, đấy chính là tên của series, tên của system và nó sơ về cái system này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.